Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, và đây là Samsung Galaxy S9 Plus. Như phần tiêu đề mình để quá rõ rồi, bây giờ 8 triệu chúng ta đã mua được một chiếc Samsung Galaxy S9 Plus, là một chiếc flagship mới ra mắt được 1 năm mà thôi. Một câu chuyện thật mà cứ như là đùa ấy. Nếu như các bạn để ý, vào tầm này năm ngoái thì những chiếc Samsung Galaxy S8 Plus cũ xách tay về thì nó vẫn có mức giá khoảng tầm là 9 triệu cho tới 10 triệu. Nhưng mà tầm này của năm nay thì S9 Plus lại có một mức giá quá thơm để cho anh em có thể tiếp cận. Vậy thì cái chiếc máy này liệu nó có còn ngon và nó có vấn đề gì hay không thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xăm soi và mổ xẻ trong video này nhá. Link để mua chiếc S9 Plus này mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả của video để cho các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm. Không, các bạn không tìm được thì chửi mình luôn, tội mình ra. Quay trở lại với chiếc Samsung Galaxy S9 Plus mức giá 8 triệu của mình, thì tại sao chiếc máy này lại có mức giá rẻ đột ngột đến như vậy? Thì đó chính đến từ việc đây là một chiếc máy 97%. Với chiếc máy 97% thì rõ ràng nó sẽ có một chút vấn đề ở phần viền hoặc là phần kính khi mà nó sẽ không được quá hoàn hảo. Ví dụ như chiếc máy mà mình có ở đây, nếu như chúng ta soi ở phần mặt lưng như thế này thì gần như là nó sẽ không có bất kỳ vết chảy nào trên phần mặt lưng cả. Tất nhiên thì nó sẽ có một hai vết lông mèo gọi là chảy sơ sơ một tí mà thôi, nhưng rõ ràng nó không hề ảnh hưởng đến cái trải nghiệm khi mà chúng ta nhìn trên cái mặt lưng của sản phẩm này. Cái thứ hai đó là với phần viền thì nó cũng sẽ có một chút cái sự xước sát ở đây, khi mà ở cái phần góc bên trên nó sẽ có một vết cấn nhẹ khiến cho cái chiếc máy này nó bị bay màu sơn, và ở cái phần bên phải này thì nó sẽ hơi móp một tí. Nói chung là với hai cái vết chày nhỏ như thế này thì nó cũng sẽ không thể vấn đề với mình, bởi vì là dẫu sao đi nữa khi mà mình mua về mình cũng sẽ sử dụng nó chung với những chiếc ốp lưng màu mèo mèo một tí để nó che hết sạch toàn bộ, miễn sao là chúng ta có mức giá rẻ hơn là ngon rồi, đúng không? Còn về phần màn hình thì như cái chiếc máy mà mình mua về thì nó cũng sẽ chỉ bị chày sơ sơ lông mèo một tí ở trên cái phần mặt kính mà thôi, nó cũng sẽ không bị chày xước quá sâu, và khi mình dán những miếng cường lực UV thì những cái vết chảy xước này nó cũng sẽ không được xuất hiện nữa, nên là mình cũng chấp nhận ở khoản này. Dẫu sao khi mà mua về trong quá trình sử dụng thì những cái vết này nó cũng sẽ xuất hiện mà thôi, nên là thà để nó xuất hiện trước rồi sau đó mình làm nó xuất hiện thêm, chứ đầu tiên nó đang đẹp mà tự dưng nó xuất hiện những vết đấy lên thì lúc đấy nhìn nó mới đau lòng. Nói chung là với chiếc Samsung Galaxy S9 cộng 97% này thì những cái ảnh hưởng của nó ở trên phần viền và trên những mặt kính thì nó sẽ không thành vấn đề đối với mình. Không biết các bạn thấy sao, không biết các bạn có yêu cầu về một chiếc máy nó phải hoàn hảo ngay từ lúc mà mới mua hay không, bởi vì dẫu sao nữa các bạn đi mua máy 99% hay là máy 97% nó cũng sẽ là máy qua sử dụng mà thôi, nên là cũng đừng có quá quan trọng vấn đề về ngoại hình như thế này, miễn sao là nó vẫn đẹp ở mức chấp nhận được là được rồi. Còn về nội thất bên trong thì do đây là chiếc Samsung Galaxy S9 cộng đến từ thị trường Hàn Quốc, thế nên chúng ta sẽ có con chip là Exynos 9810, 6GB và 64GB bộ nhớ trong. Và một điều hiển nhiên đó là với những sản phẩm đến từ thị trường Hàn Quốc thì chúng ta cũng sẽ có khả năng lên được 2 SIM và chúng ta cũng có thể gắn được thẻ nhớ ngoài mở rộng. Và nói chung với mức giá 8 triệu để sở hữu chiếc Samsung Galaxy S9 Plus thì đây là một mức giá mình thấy nó là quá thơm, bởi vì Samsung Galaxy S9 Plus nó sẽ mang lại cho các bạn một trải nghiệm về màn hình cực kỳ sắc nét, một cái thiết kế sang trọng và có những cái trải nghiệm về camera là cực kỳ bá đạo. Và các bạn thấy sao về Samsung Galaxy S9 cộng 97% với mức giá là 8 triệu? Xin mời comment để lại cái cảm nhận, cái ý kiến của các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam nhé. Xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.